Rồi chào anh em quay lại. Thì chiếc xe này lốp là không có nhớt nha. Mình xẻ ra này. Đi xe mà không đổ nhớt là đó là lỗi do chủ xe ha. Thì nó hết nhớt, nó làm cho cái lốc máy đen dơ và cháy luôn. Đó. Thì cái xe này là đi cũng bố là bố gì đó, nói chung là bố đồ chơi đó. Thì nó cũng khuyết cặp đỡ nhôm luôn rồi. Cặp đỡ nhôm này Uma rồi cũng ngon lành lắm nha. Đó, thì đi 5 cái lò xo zin luôn. Bốp thấy rất là dèo dèo, rất là ngon. Mình nghĩ là đi là xo nặng nhưng thực ra là đi 5 cái lò xo. Rồi thì anh em nhìn lốc máy này, nhìn lần nữa này. Quá khủng khiếp luôn. Không chịu đổ nhớt mà đi ngay 5-7 triệu là bình thường nha. Anh em hết sức lưu ý, nhớt là cái rất là quan trọng. Cái lực nhớt nó không có dơ. Đó, anh em nhìn đó không? Xuyên quanh kia luôn á. Nhìn xuyên qua bình thường. Đó. Rồi. Thì, xử lý lại thôi, xử lý lại vô thay bộ bố mới. Vớt lại. Này, nhìn nè anh em. Ghê chưa? Đó, xử lý chuồng heo, cặp đỡ nhôm khoan lỗ, mình sẽ vô bộ bố mới rồi đi luôn cái lá sắt mới luôn cho nó ngon lành, cho chủ xe chạy cho nó ok nha anh em. Rồi thì cái đầu thì tối hôm qua mình chiều hôm qua mình đã ráp hoàn thiện rồi, giờ mình chỉ cần làm cái nồi nữa, mình rửa sạch sẽ, đổ nhớt xong rồi đổ một chai nhớt thường đó, mình vô mình rô đai đó, mình chạy xong rồi khoảng 1000 cây gì đó mình sẽ xé một chai, thay một chai nhớt xịn vào rồi nữa, rồi đi canh xăng nữa là ok ha. Rồi chào anh em.